Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 2 tháng đầu năm nay thì nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam chỉ đạt được 1,2 tỷ đô la, giảm gần 1 phần tư so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo đơn vị này thì các con số trên không thể hiện xu thế đầu tư hiện tại. Trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước thu hút được 1,19 tỷ đô la vốn FDI, giảm đến 22,5% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân nguồn vốn thu hút được giảm mạnh là do sự thiếu vắng của các dự án có quy mô lớn. Tuy nhiên, theo đại diện Cục Đầu tư nước ngoài, hiện còn 10 dự án BOT ngành điện đang được đàm phán, với vốn mỗi dự án khoảng từ 2 đến 2,5 tỷ đô la. Ngoài ra, còn có một dự án dầu khí có vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đô la đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư tại Bình Định. Do đó, theo đại diện Cục này, việc suy giảm về số vốn không thể hiện được xu thế đầu tư hiện nay. Báo cáo của cục đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, nguồn FDI giải ngân trong thời gian này đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ. Khối doanh nghiệp nước ngoài vẫn thống lĩnh thị phần xuất khẩu khi chiếm tới 69% kim ngạch xuất khẩu cả nước.